Rồi, một con siêu phẩm nha anh em. Đây có thể nó siêu phẩm được rồi. Cuối cùng này, con này nè. Đang radio nhưng mà mình giảm âm lượng rồi nha. Đó có cái đèn này nè, cái đèn báo sóng. Từ đó nè, đèn đây cũng muốn hư nữa rồi. Rồi bây giờ mình quay tổng quát cho anh em coi nha. Mình cũng còn tương đối mới nha. Con này của Đức gì luôn nha anh em, điện 22 nha. Mình câu sẵn rồi. Mình thử rồi rất là hay nha anh em. Đây là mặt sau của nó. Ơ dạ, đã kéo vào đây anh em ơi. Mặt sau thấy chưa? Đó, mình câu sẵn luôn rồi đó. Con này là nó ra được một lo nữa nha. Nó ra được một lo. À, cái đây là vô này, phono này anh em thấy hay không á, mình đấu sẵn luôn. Chỗ đây chắc nó ra được một lo. Đây, ra được một lo chỗ đây anh em. Câu thêm một lo nữa. Thích thì mình câu thôi, nhưng mà nói chung thì chắc sống chứ không chết đâu. Rồi, bây giờ là mình test radio trước nha nè. Rất là rõ nha, bây giờ mình sẽ chuyển cái đài FM nó qua hết ở bên một bên để nó giãn mát ra liền thôi. Anh em quan sát ở phía dưới nha, cái cần màu xanh đó. Nó bắt đầu nè nha. Cloudy and humid in the morning. Ok nha anh em nghe nè. Một đài nè. The temperatures will be giống như ban đầu, có nghĩa là cái cách làm của mình, cái sách suy nghĩ của mình đúng không? Bóng sống trên sân diễn ra nhiều hơn. Đài. Bạn phải sẵn sàng cho. Ở đài này nhỏ nhỏ bó đây. Ba đài đó. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 rõ. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Đó. Sản xuất trong nông nghiệp, nâng cao hiệu trung tâm văn hóa học năm đài đài đã hơi yếu rồi. Thiếu giáo viên ở. Khi mà chúng ta di chuyển ở khu vực này không? Từ quận nhất sang quận 8 thì chúng ta cần lưu ý các bác tài nhé. Tôi hiện bảy đài dứt luôn này. Tôi hiện đại đã. 8 đài này là đang rõ. Rồi Sài Gòn 8 đài nha anh em. Chưa đâu. Giờ mình lên đèn nha, cái đài mới hấp dẫn này. Cái này là bây giờ mình câu sẵn nhạc ở trong laptop PC qua nha. Giờ lên này, phono này. Rất hay nha, anh em nghe tiếng này, bass treble mình đỡ mặc định luôn này. Đang bán đàn chung này. Con này mà chiếc tay đeo là nhức nát luôn anh em. Con này nếu như mà nó tiếp có theo mình á, nếu nhà sản xuất nó làm tới đây thôi, cái phần control này tới đây thôi, bên đây một cái lò giống hoài nữa anh em hiểu không? Chiếc tay đeo là nhức nát, tiếng nó rõ lắm anh em, mà nét lắm nè, nghe không? Cái này mình hơi tăng bass chút xíu này nha, kép đỡ mình lại này, bass nữa này. Bóng đèn mà anh em, nó tầm đó anh em ơi. Rồi đàn hát thôi. Ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Một gang này, hai gang này. 60 nha, con này 60 chắc luôn. Cao 20. Hơn 20 lên hết rồi. Hơn 20. Hơn 2. Mà thích nghe ít chép hàng giảm luôn. Chép hơi nhiều. Rồi chưa? Qua đài nè. To quá. Đài lên mặt đèn lại nha. Vậy là sao? Vậy là khen đã thua rồi, khen đã thua cuộc trước hai MC. Trước trò chơi là gặp ngón tay nha mọi người ơi. Trời, đúng là không có kinh nghiệm á. Cũng hơi rối rối chút xíu. Rồi, mấy má ở đây nhiều quá. Rồi, ok chưa? Sao ba nha anh em, chất lượng. Rồi. Còn anh em nào chơi nữa thì có cần thì mình găm thêm một cái lo này cho anh em thử luôn cho. Nó ra được một lo nữa nè. Đó mình nhìn vô đây coi, một cái lo cho đây nè. Chung mà con này gấu anh em thật sự luôn. Mình nhìn vô mình thấy vô luôn nha anh em. Anh em thấy cho mình thấy nha.
Củ từ nha, củ mà dạng củ dài á, củ ống bơ. Cái dạng một khúc vậy nè anh em, cái từ cái 500 á, ống bơ đấy anh em hay chơi lo hay nói là một khúc nó dài nè. Rồi ok, mình lo xa ba này anh em biết rồi. Đó. Là tiếu rồi, ok là chọn hình phải là rap thả thính đúng không? Rõ rồi. Ok mọi